À, xin chào, chúng ta tiếp tục gặp nhau trong video này. Và video này là phần tiếp nối của video trước, nên ta sẽ không nói là đây là một bài học nhá, mà nó vẫn là liền một bài học, chẳng qua là video nó dài quá thì tôi cắt nó ra làm nhiều phần thôi. À, thì trong cái phần trước này tôi đã hướng dẫn cho các bạn phần nhắm mục tiêu chi tiết và bao gồm và loại trừ rồi. Thế phần này thì chúng ta sẽ thấy nó còn những cái gì. Mình tích vào cái nút mà khi có khả năng đạt hiệu quả cao hơn. Hãy mở rộng tùy chọn nhắm mục tiêu chi tiết để nhiều người cập nhật hơn nữa. Rồi, thì các bạn tích vào đây. Cái này tốt, tích vào. Kết nối. Mình có thể chọn là những người đã thích trang của bạn. Nếu bạn chọn tính năng này thì là chỉ chạy những người đã like page. Bạn bè của những người thích trang. Rồi, bạn bè của những người đã thích cái page của mình. Không có ý nghĩa lắm, đúng không? Loại trừ những người thích trang ở cái này được. Tức là ví dụ mình muốn tiếp cận khách hàng mới, mình muốn bỏ qua cái khách hàng cũ thì mình có thể loại trừ những người đã thích trang, tương tự như thế, được chưa? Thì cái này thì phần kết nối này thì mình chọn được hai cái là những người đã thích trang, tức là mình chỉ chạy đến những người đã like page của mình và loại trừ của những người đã thích trang, loại trừ để chạy khách mới, đấy là hai cái giải pháp thế thôi. Vị trí quảng cáo thì có hai nút là nút vị trí quảng cáo tự động được khuyên dùng và nút chỉnh sửa. Thì Facebook khuyên chúng ta để vị trí quảng cáo tự động, thì tôi cũng khuyên các bạn để vị trí quảng cáo tự động, bởi vì đây là cái tính năng quảng cáo rất là thông minh của Facebook. Trước đây trong các video trước, trong các khóa học trước, trong các phiên bản trước thì tôi khuyên mọi người chạy đi chỉnh, tức là chúng ta tự ý chỉnh sửa cái vị trí mà chúng ta mong muốn. Nhưng mà trong bài này thì tôi lại khuyên các bạn nên chọn vị trí quảng cáo tự động, bởi vì hiện nay công nghệ của Facebook nó rất là thông minh, nó gọi là AI đấy, rồi thì Big Data này nọ, nó sẽ tự động đẩy quảng cáo tốt nhất cho chúng ta. À, thế còn nếu mà chúng ta vẫn muốn là chỉnh sửa các cái vị trí hiển thị cho nó phù hợp, thì ở đây các bạn có thể nhìn thấy nó có bốn nền tảng là Facebook, Instagram, Audience Network và Messenger, đúng không ạ? Và chúng ta nhìn thấy có rất nhiều các vị trí như là bảng tin Facebook, bảng tin Instagram, Facebook Marketplace, bảng tin video, cột phải Facebook, khám phá Instagram và hộp thư Messenger 2, 4, 6. Và trong bảng tin Facebook này nó chia thành bảng tin Facebook trên desktop và trên mobile. Như vậy là 8 vị trí. Tin. Phần story. Story là cái gì? Ví dụ đây là cái phần story mà khi mà chúng ta sử dụng bằng điện thoại di động mới có. Thế còn bình thường ở trên Facebook thì chúng ta không có. Đấy, nó có cái phần story như thế này. Đúng không ạ? Chúng ta tạo ra story. Thì hiện nay story như thế này cũng có được cái phần liên quan đến quảng cáo. Chúng ta lướt lướt một số cái story thì chúng ta nhìn thấy là có một số cái quảng cáo nó ở đó. Thì đấy chính là vị trí quảng cáo story. Chúng ta nên đăng bài trên story nhiều, bởi vì lượng xem trên story là khá cao các bạn nhé. Chúng ta nên đăng luồng video, kết quả tìm kiếm trên Facebook. Kết quả tìm kiếm nó chính là cái ô này. Và bây giờ Facebook cũng làm cho chúng ta là tìm thấy cái doanh nghiệp của chúng ta hay cái fanpage của chúng ta trên này. Nó giống như là Google tìm kiếm ấy. Tin nhắn được tài trợ Messenger. Trong bài viết tức thì ứng dụng và trang web như là quảng cáo tự nhiên kèm với cái biểu ngữ video kèm phần thưởng video trong luồng 3, 4, 5, 6, 7 và đây 3 nữa là 10. 10 với lại 8 là 18 vị trí hiển thị. 13 mục tiêu thiết thị và 18 vị trí hiển thị, đúng không ạ? Vâng. Thế thì chúng ta không thích cái nào thì chúng ta tắt cái đó đi. Đấy, thì quảng cáo của chúng ta sẽ không hiển thị ở đó. Thì tôi sẽ đánh giá cho các bạn các vị trí hiển thị mà được coi là tốt nhất, đúng không ạ? Đó là bảng tin Facebook. Bảng tin Facebook. Đó. À, cột phải tạm được, không phải quá xuất sắc nhưng mà cột phải. Hộp thư Messenger cũng được. Story thì view rất là cao. Các bạn có thể chạy story. Tìm kiếm, ok. Tìm kiếm trên Facebook, ok. Đó. Và tin nhắn được tài trợ. Còn lại những thứ khác thì tôi chưa kiểm chứng được. Thì các bạn xem. Vâng. Các bạn cũng có thể nhắm chọn tất cả các thiết bị di động thêm ở phần dưới này. Trên kia chúng ta đã chọn được trong cái phần thiết bị di động ở dưới này, nó cho mình chọn thêm. Nhưng mà không có ăn thua lắm, đúng không? Hay là chỉ kết nối wifi hay là cho phép cả 3G, 4G. Rồi. Trong phần tiếp theo là phần ngân sách và lịch chạy.
Ngân sách và lịch chạy thì là cái gì? Tức là chúng ta sẽ chi bao nhiêu tiền quảng cáo. Đầu tiên thì chúng ta phải hiểu là Facebook luôn luôn tính tiền quảng cáo theo ngày. À, cứ 24 giờ nó trả phí một lần theo ngày. Nhá. Thì chúng ta xác định số tiền mà chúng ta muốn chi tiêu vào thời gian chạy quảng cáo. Ở đây chúng ta đang chạy mục tiêu tiếp thị là tương tác với bài viết. Mục tiêu đây. Với mỗi một mục tiêu khác nhau thì nó sẽ tối ưu hóa phân phối quảng cáo khác nhau. Ở đây chúng ta thấy là chúng ta chọn tương tác với bài viết. Nhưng nếu chúng ta chọn là số người tiếp cận khác nhau hàng ngày thì chúng ta sẽ thấy rằng là Facebook sẽ phân phối quảng cáo của chúng ta cho mọi người tối đa mỗi ngày một lần. Một lần thôi là hết, lần sau không xuất hiện nữa, sang ngày mai. À, nếu mà các bạn muốn chọn số lần hiển thị thì Facebook sẽ phân phối quảng cáo của chúng ta đến với mọi người mỗi lần nhiều nhất có thể. À, lại muốn tiếp cận về nhiều nhất. Cho nên nếu mà các bạn muốn mà hiển thị nhiều thì các bạn phải chạy cái mục số 2 là số người tiếp cận. Còn bạn muốn là một người nhìn thấy nhiều lần thì các bạn lại chọn cái này. Còn các bạn muốn là có nhiều tương tác, ví dụ như là bình luận hay like hay comment thì các bạn chọn cái này. Và thông thường thì mọi người sẽ chọn cái này. Bởi vì chọn những cái khác không có đơn, đơn rất ít. Đấy. Mình có thể đặt giá thầu tối đa hoặc là mình bỏ trống. Đấy. Ví dụ như là chi phí giới hạn giá thầu đây thì mình chọn. Nhưng mà thực ra nếu mà mình để thấp thì Facebook sẽ không chạy. Nên là mọi người thường để bỏ trống. À, cái phần ngân sách và lịch chạy thì chúng ta sẽ có ngân sách hàng ngày và ngân sách trọn đời. Về cơ bản hai ngân sách này không khác nhau gì nhiều. Ngân sách hàng ngày tức là mỗi ngày nó sẽ đốt từng đấy tiền, còn ngân sách trọn đời thì nó sẽ có một cục tiền và đốt một số ngày. Thí dụ bạn chạy 1 triệu 5 ngày thì mỗi ngày 200 nghìn. Còn bạn chọn ngân sách hàng ngày thì mỗi ngày 200 nghìn mà bạn nhân với 5 ngày vẫn là 1 triệu. Nó không khác nhau nhiều lắm. Nó chỉ là cách mà các bạn sử dụng mà thôi. Ví dụ như tôi sẽ chọn ngân sách trọn đời. Vâng. À, tôi sẽ chọn ngân sách là 1 triệu tôi đánh vào đây. Và ngày hôm nay tôi sẽ chọn là ngày mùng 1 tháng 3 đi. Và tôi sẽ chạy một tuần là mùng 7 tháng 3. Ok. Rồi. Quảng cáo của chúng ta sẽ chạy từ ngày mùng 1 tháng 3 cho đến ngày mùng 7 tháng 3, 1 triệu. À, như vậy thì nó khoảng độ bình quân mỗi ngày nó tiêu khoảng tầm 170.000. Đấy. À, hoặc là mình muốn chạy nhiều hơn, mình chạy 10 ngày đi cho nó chẵn từ mùng 1 đến mùng 10. Rồi. À, thì mỗi ngày 100 ngàn, mình muốn 200 ngàn thì mình sửa vào đây thành 2 triệu. Thế là xong. Được chưa ạ? Sau đó thì chúng ta có thể là luôn để chạy quảng cáo là theo lịch 24 giờ. Còn nếu mà chúng ta muốn chạy quảng cáo theo lịch trình thì chúng ta cũng có thể xem là ví dụ như là những cái ô màu xanh như thế này là những cái ô mà quảng cáo sẽ chạy, còn cái ô màu xám là ô mà quảng cáo sẽ không chạy. Thì cái này chúng ta chọn là chạy quảng cáo theo lịch trình. Một số người thích chọn quảng cáo theo lịch trình bởi vì khách hàng của họ online vào những khung giờ nhất định. Đó. Thế còn nếu không, bạn không muốn chạy như vậy thì bạn tắt nó đi thôi. Bạn chọn luôn chạy là xong. Đấy. Hoặc là bạn không muốn ngân sách trọn đời, bạn muốn ngân sách hàng ngày thì bạn có thể chạy ví dụ 200 nghìn một ngày và bạn đặt ngày kết thúc là xong. Cũng như vậy, bạn quảng cáo trong 9 ngày hết 1 triệu 8, ok. Giờ muốn chính xác hết 10 ngày thì lên đây. Quảng cáo của bạn sẽ chạy trong 10 ngày và bạn sẽ chi tiêu không quá 2 triệu. Đấy. Thời gian tính phí, thời điểm tính phí, lượt hiển thị. Vâng, thế là hết rồi. Quảng cáo tiêu chuẩn, đừng có thể chạy quảng cáo tăng tốc. Chạy quảng cáo tăng tốc thì sẽ tốn rất nhiều tiền. Rồi, thì tôi vừa hướng dẫn cho các bạn đến cái phần ngân sách quảng cáo, đúng không ạ? Thế thì chúng ta sẽ đặt câu hỏi là chúng ta sẽ đặt quảng cáo ngân sách bao nhiêu tiền? Thực tế thì Facebook cho phép chúng ta chạy ngân sách tối thiểu là 1 đô la một ngày, tức là tương đương khoảng 25.000 Việt Nam đồng. Còn con số tối đa thì các bạn có thể chạy nhiều nếu như tài khoản của bạn đủ khỏe, các bạn tiêu nhiều tiền của Facebook rồi. Có những tài khoản họ có thể chạy 100 triệu, 200 triệu một ngày. Nhưng có những người thì cũng chỉ chạy 50.000, 100.000 một ngày thôi. Thì hoàn toàn phụ thuộc vào khả năng tài chính, phụ thuộc vào sản lượng mà các bạn muốn bán, phụ thuộc vào kinh nghiệm của bạn, phụ thuộc vào mà các bạn đã chạy quảng cáo Facebook hay chưa. Nhưng mà nếu mà các bạn mới chạy hoặc chưa chạy bao giờ thì tôi khuyên các bạn nên chạy ngân sách tăng từ từ. Ví dụ như các bạn có thể bắt đầu với ngân sách khoảng 50.000 một ngày để chạy, để thử nghiệm. Giả sử các bạn chạy đều được một tháng chỉ mất 1,5 triệu mà thôi,
thì mình vừa học hỏi, mình vừa lắng nghe, mình vừa xem là ồ Facebook nó chạy như thế nào rồi hiệu suất nó ra sao. Chứ đừng vào phát là mình vã quảng cáo ngày 5 triệu, 10 triệu hay 20 triệu thì tôi nghĩ là cái đấy là một cái sẽ tốn nhiều tiền cho chúng ta nha. Thì các bạn nên nên suy nghĩ về điều đó, các bạn nên suy nghĩ. Còn khi mà các bạn đã chạy có kinh nghiệm rồi, bạn đã đo lường được chỉ số rồi thì bạn sẽ tăng ngân sách lên. Tuy nhiên là không phải cứ tăng ngân sách lên là sẽ tăng đơn hàng đâu, bởi vì Facebook không hề hoạt động theo cách như vậy. Ví dụ mình chạy 1 triệu được 100 đơn tương đương với 10.000 một đơn, mình ví dụ thế. Thế bây giờ mình chạy 10 triệu mình muốn có 1.000 đơn không được. Bởi vì nguyên tắc của quảng cáo là theo thời gian thì chi phí sẽ tăng lên và hiệu suất sẽ đi giảm đi. Và khi bạn tăng ngân sách lên theo cấp số nhân thì hiệu suất không có nghĩa là sẽ tăng theo cấp số nhân. Thí dụ bạn chạy 1 triệu thì được 100 đơn, nhưng mà bạn chạy 5 triệu chưa chắc đã được 300 đơn. Thì cái giá trị đơn hàng nó sẽ cao lên và biên lợi nhuận ròng nó có thể sẽ giảm xuống. Và các bạn tính chia trung bình. Đấy, thì vấn đề là các bạn phải phải tính toán được cái điều đó thì các bạn mới làm nha. Ok, chúng ta tiếp tục. Trong phần số 3 là phần quảng cáo hay còn gọi là SS đúng không ạ? Thì chúng ta cũng đặt là chọn bài viết, sau đó thì chúng ta chọn nhận diện. Nhận diện là chọn cái trang fanpage mà chúng ta muốn chạy đúng không ạ? Vâng. Ví dụ như là chúng ta đang chạy bán khóa học thì chúng ta có thể chọn là PA Marketing ở đây. Đấy. Là chúng ta có thể tạo tài khoản Instagram. Sau đó thì chúng ta sẽ chọn bài viết có sẵn. Đây thì chúng ta thấy là có tạo quảng cáo này. Rồi thì có sử dụng bài viết có sẵn này, hoặc là có thể dùng mẫu mô phỏng này. Đấy. Thế thì tùy vào cái việc mà chúng ta sử dụng như thế nào nhá. Thì thông thường thì các bạn sẽ chọn những mẫu bài viết có sẵn. Bài viết có sẵn tức là những cái bài viết mà mình đã viết trên fanpage rồi đúng không ạ? Đã viết trên fanpage rồi mình đăng lên đây. Sau đó mình chọn đến cái bài đó thì mình sẽ nhìn thấy cái phần nó hiển thị ở bên tay phải. Bên tay trái là cái phần mình đã chọn đúng không ạ? Vâng, bên tay trái là mình đã chọn rồi. Instagram quá dài bỏ qua đi không sao cả. Đấy, bên tay phải thì là phần mà xem trước quảng cáo, tức là quảng cáo sẽ trông như thế nào, quảng cáo sẽ trông như thế nào. Thì các bạn nhìn thấy hiện nay bây giờ Facebook nó cho phép chúng ta chạy quảng cáo là chỉ cho hiển thị tối đa 3 dòng. Cái phần này rất là quan trọng bởi vì chúng ta cần phải hiểu là muốn tối ưu được quảng cáo thì chúng ta phải giật tít vào cái ba cái dòng đấy làm sao cho nó chuyên nghiệp và nó thu hút. Và tiếp tục là chúng ta nhìn thấy cái phần diện tích là bức ảnh hoặc là video nó thể hiện là nhiều hơn hẳn, nó sẽ chiếm đến 80%. Cho nên các bạn muốn thu hút được thì các bạn phải tập trung vào hình ảnh hoặc là video này. Và khi video nó chạy thường thì một vài giây người ta sẽ dừng, người ta sẽ bỏ qua cái phần đó hoặc là người ta sẽ đi tiếp. Thì nó phụ thuộc vào cái việc là cái video đấy của các bạn nó có hấp dẫn hay không, nó có giật gân, nó có thu hút ngay từ những giây đầu tiên hay không. Cho nên là tôi nghĩ là điều đấy rất là quan trọng. Các bạn phải tập trung vào hình ảnh, bởi vì tôi sẽ nói lại một chút liên quan đến Facebook trên mobile, được chưa ạ? Tức là theo thói quen, và đây các bạn nhìn đấy, theo thói quen thì người ta sẽ lướt lướt như thế này. Đây là tôi đang lướt cho các bạn xem thôi, còn đúng ra người ta sẽ lướt bằng ngón tay như thế này, người ta hất lên và người ta sẽ dừng lại ở một cái bức ảnh xinh hay ở một cô gái xinh đúng không ạ? Đấy, thế thì mình nhìn thấy như thế này. Vậy thì muốn người ta dừng lại đúng không ạ? Muốn người ta dừng lại thì rõ ràng rằng là chúng ta phải thấy là cái hình ảnh của chúng ta phải thu hút, bởi vì cái thông điệp của nó rất là ít thể hiện trước khi bấm vào phần xem thêm đấy. Và cái hình ảnh hoặc là cái video đấy là nó phải thu hút được ánh nhìn và người ta phải dừng lại. Dừng lại rồi thì sau đó người ta lại phải bấm tiếp vào, người ta lại phải bấm tiếp vào cái hình ảnh mà người ta xem thêm, thì lúc này nó mới thể hiện đến cái phần ngôn ngữ. Tức là tôi đang muốn diễn đạt với các bạn là đấy. Hay là đây là anh bạn học viên của tôi, anh ấy đang bán cái sản phẩm cà gai leo, anh ấy chạy quảng cáo cũng có mười mấy nghìn bình luận đấy, anh ấy chạy bằng video, các bạn có thể nhìn thấy ở đây. Thì cái thông điệp của anh ta rất là đơn giản là chăm sóc sức khỏe cho cả gia đình với 280k hết. Sau đó là nó một cái video một anh nông dân đứng ở ngoài đồng nói, rất là tăng cái độ tin cậy và rất là thu hút. Thế thì cái câu chuyện như vậy là các bạn nên phải để ý cái điều đó.
Bởi vì ở đây các bạn kết hợp thêm cả trên hình này nữa. Trên hình này nữa thì chúng ta thấy là cái thông điệp nó chỉ được có 3 dòng trước khi xem bấm vào chữ Simo hay là chữ xem thêm. Thế còn ở đây là cái gì? Ở đây là cái thông điệp hoặc là cái tối ưu thêm một chút về Messenger hay là gọi điện thoại hay cái gì đó là ok. Thế sau đó thì các bạn có thể bấm vào nút xác nhận chạy quảng cáo màu xanh lá cây ở đây, nút xác nhận này. Rồi, thế trước khi xác nhận thì chúng ta cần phải review kiểm tra lại một chút bài đã đúng chưa, nhắm chọn mục tiêu, đối tượng, vị trí, ngân sách quảng cáo vân vân. Đặc biệt là phần nhắm chọn đối tượng, mục tiêu chi tiết đã đúng chưa thì chúng ta bắt đầu và chúng ta chạy. Ở đây thì tôi sẽ không bấm bởi vì bấm là quảng cáo sẽ chạy thật, được chưa ạ? Và khi chúng ta bấm quảng cáo chạy xong thì quảng cáo cũng sẽ không chạy ngay lập tức mà quảng cáo sẽ làm gì? Quảng cáo sẽ được Facebook phê duyệt. Facebook phê duyệt có lâu không? Thì xin thưa là nó tùy vào ngành hàng, tùy vào fanpage, tùy vào tài khoản quảng cáo. Thông thường thì không lâu lắm, khoảng tầm 30 phút, 1 tiếng là sẽ duyệt thôi. Hoặc là nếu mà các bạn mà đã làm lâu rồi và đã chạy nhiều rồi thì có khi chỉ 30 giây, 1 phút là nó duyệt. Nhưng cũng có thể là những cái nội dung nhạy cảm, những cái fanpage nhạy cảm, những cái sản phẩm nhạy cảm thì có thể đến nửa ngày, 1 ngày nó mới duyệt cơ. Hoặc là nó không duyệt. Nó không duyệt thì chúng ta phải phải chạy lại thôi. Chúng ta phải sửa content, sửa hình ảnh, sửa nội dung đủ thứ. Hoặc thậm chí là nhắm chọn, rồi thì phải xác nhận với nó, rồi thậm chí là phải kháng cáo với nó thì nó mới cho chạy. Đấy, thằng Facebook này nó cũng lằng nhằng lắm nha. Thì kết thúc cái video số 3 này là ba cái video phần 1, phần 2, phần 3 là hướng dẫn chi tiết cho các bạn một cái chiến dịch chạy quảng cáo. Thì tôi sẽ review lại cho các bạn. Đầu tiên là các bạn chọn mục tiêu tương tác, được chưa? Chúng ta tắt phần tạo thử nghiệm phân tách và tối ưu hóa đi. Chúng ta chọn tiếp tục. Trong phần đối tượng thì chúng ta sẽ chọn tạo đối tượng mới. Chúng ta chọn khu vực địa lý chính là các cái tỉnh thành chúng ta muốn chạy khách hàng của chúng ta. Có thể chạy bán kính hoặc không có bán kính, thả ghim hoặc không bán thả ghim. Chúng ta chọn tuổi, tuổi min, tuổi max, chúng ta chọn giới nam nữ hoặc cả hai. Chúng ta chọn ngôn ngữ tiếng Việt hoặc bỏ qua. Trong phần nhắm mục tiêu chi tiết thì chúng ta có phần nhân khẩu, sở thích, hành vi. Trong phần kết nối thì chúng ta có thể những người đã thích trang hoặc là loại trừ những người đã thích trang hoặc bỏ qua. Nguyên tắc là khi mình bỏ qua tức là mình chọn tất cả nha. Trong phần vị trí thì chúng ta nên chọn tự động, còn nếu chúng ta không chọn tự động thì chúng ta vào chỉnh sửa vị trí và chọn đến những vị trí tốt nhất. Những vị trí tốt nhất tôi đã vừa cho các bạn biết rồi. Được chưa ạ? Ví dụ như bảng tin trên Facebook, cột phải hoặc là story Facebook, story Messenger, ok. Đấy, kết quả tìm kiếm, tin nhắn tài trợ là được. Đấy, trong phần ngân sách, đúng không ạ? Thì chúng ta nên ngân sách và lịch chạy thì chúng ta nên tối ưu hóa tương tác bài viết, cho tương tác bài viết. Với các mục tiêu khác nhau thì nó sẽ có cái phần tối ưu hóa khác nhau. Các bạn sẽ xem thêm các video khác. Ngân sách thì các bạn nên chọn ngân sách hàng ngày. Phải đặt số tiền từ nhỏ đến lớn, đừng có đặt lớn vội. Và hãy nhớ rằng là quảng cáo của Facebook bây giờ rất đắt đỏ, tiết kiệm tiết cận thấp và chi phí giá thầu cao. Cho nên chạy không cẩn thận là vẫn lỗ, ngã sấp mặt vào nồi là bình thường các bạn nhé. Vâng. Nên là hết sức cẩn thận và học và practice luyện tập nhiều đi, trao đổi với giảng viên nhiều đi trước khi chúng ta chạy để tránh cái việc mà chúng ta bị ngã sấp mặt vào nồi, đúng không? Tiếp tục. Đấy, thì chúng ta chọn đến fanpage mà chúng ta muốn, chúng ta chọn đến những cái bài chất lượng mà chúng ta muốn. Cái bài này thì chúng ta sẽ phải tính toán nội dung như thế nào, hình ảnh như thế nào thì tôi sẽ tiếp tục, tôi sẽ chia sẻ với các bạn thêm. Đấy, thì tùy cũng có những cái bài mà các bạn chọn cho nó phù hợp content này nọ, tôi chỉ làm ví dụ thôi, được chưa ạ? Vâng. Sau đó thì đấy, chúng ta cũng có thể tạo ra các cái mẫu tin nhắn. Nếu mà chúng ta chạy quảng cáo tin nhắn, trong phần tiếp cận ở đây chúng ta có thể chọn tin nhắn, chúng ta thay đổi các mẫu để khi người ta vào người ta nhìn thấy, đúng không ạ? Bấm vào nút gửi tin nhắn ở đây đấy, thì mình soạn các cái mẫu ở đây được. Và cuối cùng là mình xác nhận quảng cáo là mình đã xong một cái chiến dịch, được chưa ạ? Các cái kinh nghiệm chạy, các cái kinh nghiệm tối ưu thì các bạn nghe cái bộ video này xong và các bạn xem thêm các cái video khác hoặc là tìm cái cuốn sách này. Đây là bản 2019 và năm nay tôi sẽ ra bản 2020. Các bạn search trên mạng là tác giả Nguyễn Phan Anh.
cuốn sách là bán hàng trên Facebook đấy, của tác giả Nguyễn Phan Anh là tôi, thì các bạn tìm nha. Thì tôi cũng có nhiều cái đầu sách, hoặc là các bạn làm marketing thì các bạn có thể đọc cái cuốn Marketing Online 4.0 này, mua trên Tiki hoặc là mua ở các cái nhà sách nếu có, được chưa? Vâng, một lần nữa xin được cảm ơn các anh chị và các bạn đã theo dõi video bài học này. Đây là video bài học hướng dẫn các thao tác quảng cáo trên Facebook cơ bản dành cho cái mục tiêu tiếp thị là tương tác với bài viết, và các bạn làm theo như vậy là các bạn sẽ làm được. Các bạn thử tất cả những cái yếu tố mà tôi vừa nói đi, các bạn phải thay đổi. Còn chiến thuật, chiến lược thì những video sắp tới sẽ lại có cho các bạn nha. Vâng, nếu các bạn chưa làm được thì hãy liên hệ với tôi để được tư vấn và trợ giúp, hoặc là chạy quảng cáo thuê, hoặc là tư vấn, hoặc là dạy một một cho các bạn, hoặc là thậm chí đào tạo cho cả hệ thống của các bạn, không có vấn đề gì cả, cả tập đoàn của các bạn luôn, không có vấn đề gì cả, được chưa? Email của tôi các bạn biết rồi, phananhonline@gmail.com. Facebook của tôi bạn cũng biết rồi, facebook.com/phananhonline, hoặc là tìm chữ phananhonline là ra tôi thôi. Số điện thoại thì các bạn cũng biết rồi, 0989 623 888. Số này dùng từ hồi sinh viên chưa đổi đâu, nên các bạn liên hệ thoải mái với tôi. Vâng, một lần nữa xin được cảm ơn tất cả anh chị các bạn, và xin chúc các anh chị và các bạn thao tác thành công và thực hiện các chiến dịch quảng cáo một cách chuyên nghiệp. Xin chào.